Tân Phát E-Tech, doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị sửa chữa và bảo dưỡng ô tô. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, vật liệu, thiết bị hàn, sửa chữa thân vỏ công nghệ hiện đại với độ chính xác cao, giúp việc sửa chữa trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tăng tính chuyên nghiệp. Mang trong mình sứ mệnh đưa tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Trong những năm qua, Tân Phát E-Tech là đại diện của các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu châu Âu, cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm đồng sơn sửa chữa ô tô mang thương hiệu Tiss, Tecna, Spanisi, Betas, Sema, Magra. Tiss, tập đoàn sản xuất của Pháp, chuyên thiết kế và cung cấp các sản phẩm về hàn và cắt hồ quang, bộ sạc pin và thiết bị sửa chữa va chạm. Máy hàn rút tôn GIS Pro 230 thuộc tập đoàn GIS là một thiết bị lý tưởng cho việc nắm thẳng thép và các ứng dụng kéo thuyết lõm. Trang bị hai súng hàn, bằng điều khiển tự động thân thiện, GIS Pro 230 có thể sử dụng linh hoạt và hiệu quả. M1 GIS Auto là máy hàn Micmac thế hệ mới với công nghệ châu Âu, sử dụng điện áp đầu vào một pha với một mỏ hàn. M1 GIS Auto được khuyến nghị để sử dụng trong hàn thép, thép không gỉ, nhôm và để hàn mix thép cường độ cao với dây hàn brazing CUSI và dây CUAL lý tưởng để sửa chữa thân vỏ trong xưởng đồng sơn chuyên nghiệp. Dẫn đầu công nghệ từ năm 1972, kể từ khi thành lập, hàn điện trở đã là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tecna. Điều này đã cho phép Tecna trở thành công ty dẫn đầu trong việc thiết kế và sản xuất nhiều loại máy hàn điểm và hàn chiếu, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, dây chuyền hàn xe, xưởng sửa chữa thân xe, tấm kim loại, thiết bị điện và nhiều ứng dụng khác. Chất lượng, thông minh và hiệu suất vượt trội, tất cả nằm trong một thiết kế siêu nhỏ gọn của máy hàn điểm Tecna 3680. Máy hàn điểm 3680 được Tecna thiết kế và sản xuất hoàn chỉnh, tích hợp trong súng hàn, được làm mát hoàn toàn bằng nước để tối ưu hóa năng suất và tăng chu kỳ làm việc. Hệ thống làm mát bằng nước ảnh hưởng đến máy biến áp, cánh tay và điện cực để tăng thêm hiệu suất của thiết bị thông qua bộ trao đổi nhiệt. Súng hàn được hỗ trợ bao gồm một hộp ba lăng cân đo do Tecna sản xuất, được thiết kế với kích thước vận hành an toàn và thoải mái trong môi trường nhà xưởng. Màn hình cảm ứng với sơ đồ trực quan cho phép người dùng sử dụng máy rất đơn giản, có thể chọn giữa các chế độ khác nhau, chế độ Smart Plus, Quick và tự động hoàn toàn. Spanisi, tập đoàn của Italy chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất toàn bộ dòng thiết bị sửa chữa thân xe với độ phủ rộng của các chi nhánh và mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn thế giới. Phòng sơn xế điện Electra Spanisi được thiết kế nhờ những công nghệ xanh tiên tiến nhất. Đây là buồng phun và sấy khô tiên tiến, không sử dụng bất kỳ chất dễ cháy nào mà chỉ sử dụng năng lượng điện. Tính năng chính là bộ đèn hồng ngoại sóng ngắn được bố trí bên trong buồng phun và được quản lý bằng phần mềm nhằm tối ưu hóa hiệu suất và mức độ tiêu thụ trong tất cả các giai đoạn làm việc. Thước đo điện tử Touch 4.0 là giải pháp đo lường và đánh giá theo tiêu chuẩn cao nhất của OEM, cho phép đánh giá mức độ tai nạn trước và sau khi sửa chữa, có thể so sánh với xe tiêu chuẩn xuất xưởng. Touch 4.0 là hệ thống duy nhất trên thị trường có thể đo khi xe dưới nền, trên cầu hay trên bệ, có thể hoạt động độc lập mà không cần hỗ trợ từ các thiết bị khác. Ngoài ra, đây là thước đo duy nhất trên thị trường có thể đo được cả khung, kiểm tra các đoạn bánh xe và chi tiết cơ khí, có thể đo được hơn 200 điểm trên xe. ART106 là hệ thống kéo nắn khung xe tai nạn hiện đại bậc nhất trên thế giới. Với 100% thép bệ kéo nắn sản xuất tại Đức, là giải pháp tối ưu trên thị trường có chức năng tất cả trong một, có thể sửa chữa mọi loại kết cấu xe. Đặc điểm nổi bật của hệ thống kéo nắn xe tai nạn Spanisi ART106 là bộ jig. Với bộ jig này, có thể gá kẹp xe tới 12 vị trí các điểm bắt chi tiết cơ khí, hệ thống treo, lỗ gia công cơ khí, đảm bảo độ chắc chắn. Bộ jig có thể cho phép khoanh vùng biến dạng, dễ dàng cố định các chi tiết hàn thay thế. Bộ jig kèm tích hợp thước đo 3 chiều trên bệ, cho phép xác định chính xác vị trí các điểm gá trên xe. Tại mỗi vị trí gá khung đều có thể thực hiện cố định, đo và kéo. Tune-up là phương pháp sửa chữa cải tiến mới nhất của Spanisi, sử dụng cốc hút, keo dán và bùa trượt để tạo ra các tấm sửa chữa hoàn hảo, thích hợp cho cả bề mặt thép và nhôm. Việc làm thẳng được thực hiện từ mặt ngoài của tấm hoặc lớp lót.
Công thức keo độc quyền của Spanisi tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình sửa chữa khó hoàn thành trên các tấm bập bênh, mái nhà, bệ cửa, dọc theo đường thân xe và các vị trí trụ cột. So với phương pháp truyền thống mài bề mặt sơn, hàn dập tôn, trà matic và sơn lại tấm panel, phương pháp sửa chữa không phá hủy sơn sử dụng hệ thống nẫy, hút vết lõm hoặc sử dụng keo giúp tiết kiệm tối đa thời gian hàn, phủ và trà matic, sơn lại, giữ bề mặt sơn nguyên bản, chất lượng cao. Theo xu hướng chuyển đổi sơn trên toàn cầu từ sử dụng sơn gốc dầu sang sơn gốc nước, Saima, nhà sản xuất nổi tiếng trong lĩnh vực sơn đến từ Italy đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm phòng sơn sấy gốc nước với nhiều ưu điểm vượt trội. Phòng sơn sấy gốc nước Saima đặc biệt an toàn, có khả năng chống cháy nổ hơn tất cả các phòng sơn sấy dùng đầu đốt dầu. Hệ thống tấm da nhiệt Enothermic có trong phòng sơn được thiết kế theo công nghệ độc quyền của Saima. Với 10 tấm da nhiệt sấy sơn bằng bước sóng ngắn, nhiệt được truyền trực tiếp trên bề mặt kim loại giúp phòng sơn thay đổi hoàn toàn cách sấy truyền thống bằng đầu đốt diesel, tạo ra năng suất cao, rút ngắn thời gian sấy. Được thành lập từ năm 1965, Mafra, nhà sản xuất từ Ý có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, vật tư chăm sóc xe chuyên sâu và giấy tháp detailing chuyên nghiệp. Hiệu chỉnh bề mặt sơn là quá trình xử lý bề mặt sơn xe nhằm loại bỏ các vết chảy xước, vết đá xăm, vết bẩn vô cơ. Mafra chia quy trình đánh bóng thành 3 bước nhằm cung cấp giải pháp chăm sóc xe chuyên sâu dựa trên từng loại vết bẩn. Bước 1, xi đánh bóng Corrector. Bước 2, xi đánh bóng Illumina. Bước 3, xi đánh bóng Splendida. Xuyên suốt chiều dài phát triển, Tân Phát Itech rất vinh dự và tự hào khi được cộng tác và trở thành đối tác tin cậy của hệ thống các đại lý Ford trên toàn quốc. Ford Thăng Long, Ford Thanh Xuân, Ford Trường Chinh, Ford Thủ Độ, Ford Mỹ Đình, Ford Hà Thành, Ford Tây Hồ, Ford Long Biên, Ford Bắc Giang, Ford Thái Nguyên, Ford An Đô, Ford Hải Dương, Ford Quảng Ninh, Ford Hải Phòng, Ford Thanh Hóa, Ford Vinh, Ford Quảng Bình, Ford Đà Nẵng, Ford Bình Định, Ford Bến Thành, Ford Bình Thuận, Ford Cần Thơ, Ford Nam Sài Gòn, Ford Tây Ninh, Ford Đồng Nai, Ford Đà Lạt, Ford Bảo Lộc, Ford Western, Ford Nha Trang, Ford Bình Phước, Ford Suối Tiên. Với quy trình sửa chữa, sơn xe chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam, Tân Phát Itech cung cấp các trang thiết bị công nghệ hiện đại phù hợp với nhu cầu sửa chữa giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí và tăng năng suất hoạt động cho xưởng sửa chữa của đại lý. Tháng 9 này, Tân Phát Itech tổ chức một sự kiện đặc biệt dành riêng cho hệ thống các đại lý Ford trên toàn quốc. Đây là cơ hội để giúp quý khách hàng trải nghiệm những công nghệ mới nhất, giúp nâng cao chất lượng sửa chữa thân vỏ ô tô. Hãy đến tham dự chương trình để nhận được nhiều giá trị từ chúng tôi và nhiều hơn thế nữa.